Hi, hello các bạn, lại là mình đây, Đức Long Vòng. Thì hôm nay cũng phê mấy bạn. Sẵn có tách cá vô vào vô hồ các bạn. Cá nó lên size lớn hả bạn. Vào vô hồ mình quan sát cái quá trình nó phát triển các bạn. Sáng tiện mình quay lại video luôn. Các bạn cùng theo dõi video của mình để xem cái cách mình tách cá lên hồ kính như thế nào ha. Thì cái cách mình tách cá lên hồ kính thì mình làm cái cách này các bạn, mình thấy nó ok nhất để cho cá nó không bị sốc rồi các bạn. Cùng theo chân mình nha. Let's go. Đây các bạn, mình có cái hồ đây các bạn. Nó các bạn thấy không? Thì ở bên trong đây này cá nhiều cá các bạn. Mình tính vào đó lên hồ kính luôn các bạn để xem quá trình nó phát triển cũng như là mình sẽ chọn lọc cá nó giỏi hơn đó các bạn. Giờ cá nó ngủ hết rồi các bạn, giờ lo đầu nó dậy. À, giờ tụi nó bắt đầu thấy đèn nó mò lên. Chỉ còn lấy một cái khay để vớt chúng qua các bạn. Mình giờ cá thì mình giờ luôn nước của nó mấy bạn, để tránh trường hợp sốc nước các bạn. Đó, các bạn nhìn nè, cá to và đã không? Đây là coi rất y á mấy bạn, cá to mà nó lên khá là ok, cá trống gì vậy á, cá trống thì nó lên full hết rồi các bạn. Giờ này nó đang ngủ nữa chứ, mà cả ngày á các bạn không có thời gian tắt chúng luôn á, nên giờ mình tranh thủ lên. Nói chung nuôi mình nuôi dưới khay á bạn thì cá cũng phát triển đều đều thôi các bạn, nhưng mà cảm nhận mình thấy á, mình đưa lên hồ kính á các bạn, mình quan sát cái con cá phát triển á nó đã hơn các bạn, nên giờ mình vào hồ kính rồi. Còn cá mà trưởng thành á các bạn mình vào lên hồ kính, còn cá mà các con á các bạn thì mình để ngoài trời cho nó phát triển cho lẹ các bạn. Rồi các bạn coi con cá to nè, con cá này nó chắc tầm tháng mấy hai tháng mà nó lên tai rồi đã các bạn. Cú nụ à, bây giờ của mình nó bị lủng các bạn đó, tay nhìn tưởng con trắng không đó các bạn. Phi lắc phi lơ, mấy con cá đang ngủ ra phá nữa. Đáng lẽ mình vào trên ngày không á bạn, mà trên ngày bắt đi làm á, về tới nhà phi quá, nên rảnh giờ nào mình chơi giờ nấy luôn bạn. Thì cái hồ đây á, tí nữa mình sẽ vào qua luôn, vào cái bầy cá con này qua, cho nó lớn nhanh hơn á bạn. Cái diện tích càng rộng á, con cá nó lớn càng nhanh hơn các bạn ha. Các bạn coi nè, con cá lên màu đã lắm, mới tầm tháng mấy hai tháng như nhiều mà con cá lên màu sướng đó bạn. Nhìn mấy con này lên tai hết rồi bạn, lên cái tai màu đỏ thì ra bắt. Ra còn ra dọc của nó nữa, tạo ghê chưa. Cây này tính vậy mà nhiều quá mấy bạn, quá trời luôn á. Còn trong đây tí nữa nước thì mình sẽ lấy lại hết các bạn, mình không bỏ cái nước này. Rồi ghét gì mấy bạn, thì cái cách đây là mình lấy luôn cái nước của nó các bạn, để cho tránh trường hợp sốc nước máu rồi các bạn, sốc nhiệt nữa, tại vì cái mùa cái khí hậu mùa này nó khá eo hẹp các bạn, như mình thấy là hết rồi các bạn. Đó, thì mình được nhiêu đây rồi các bạn. Đó. Đó,
giờ mình bỏ vô đây quá vậy đó đã không? Thì chắc cũng được tầm trong đây nhìn vậy thôi chứ chắc cũng tầm 20 cặp đổ rồi, nhiều lắm á chứ không ít đâu, quá quá trời luôn, quá đã luôn các bạn. Rồi giờ thì mình chỉ lựa ra riêng đó các bạn, rồi trống riêng, máy riêng đó các bạn. Trống mình sẽ để riêng, còn máy mình sẽ bỏ riêng ra vậy. Giờ cái giai đoạn này là bắt đầu giai đoạn nó phát triển tốt nhất á bạn, nên là không không cho nó dí nữa bạn, không cho nó dí máy, nên mình phải tách ra cái bạn đó. Các bạn thấy là cái trống đã, cái trống là con nào con nấy nó full hết trơn rồi, full đã lắm luôn á, full cái màu đỏ đó các bạn, quá nhiều. Tính ra cái tỷ lệ trống dưới máy là mình thấy nó ngang nhau luôn á bạn, có nhiều anh chị em nuôi nó đĩa ra cái trống nó ít hơn cái máy nè, nên có tình trạng thiếu cái trống, còn mình thấy tỷ lệ trống khá ok anh em, trống máy đều đặn dễ chơi dễ xe đó. Mọi người thấy cái trống này trời ơi nó đỏ đẹp quá trời đẹp luôn, còn đây còn bà trống này mọi người rớt rồi luôn đó, mình sẽ lựa trống ra hết mọi người, không có để trống lại. Máy thôi rồi. Máy rồi còn 24 8 10 12 4 6 8 chắc cũng được tầm 20 con máy rồi. Rồi sau khi mà lấy nước xong á mình sẽ đổ vô cái hồ kính mà mình muốn nuôi cá các bạn, mình sẽ sử dụng lại cái nước này của nó luôn để đỡ phải sốc nước sốc nhiệt này nọ vậy. Rồi vậy là xong rồi nè các bạn, vậy là mình đã lấy nước của nó vô, các bạn thấy nước của nó tảo ghê không, lựa rồi con nào phẩm chất tốt thì mình cứ lấy thôi, mà đa số ở trong đây toàn phẩm tốt không nữa rồi, con nào con nấy nó cũng tai to tai sâu hết rồi. Thôi dắt hết do khó luôn bạn, ở trong đây còn sót một vài cái trống có con mái lên kinh luôn các bạn, lên kinh ở lên cái đuôi lên cái cục đỏ đỏ trên ngựa các bạn. Mình gỡ này mình chỉ cần gỡ thẳng trực tiếp vô luôn các bạn đó, để thấy đã không. Rồi đây là cái hồ nước mình mới đổ vô các bạn, giờ là mình cho cá vào luôn chứ mình không có cần ngâm hay gì nữa các bạn. Đấy. Mình tháo vào luôn chứ khỏi ngâm khỏi gì hết, tại vì cái nguồn nước là nước của nó các bạn, nên mình yên tâm mình thả vô luôn. Đấy. Giờ thì mình có thể quan sát cá thêm bề ngang nữa các bạn, chứ bình thường mình sẽ chỉ xem vậy thôi. Đấy. Thì xong cái cách giờ hồ ấy các bạn rất là an toàn luôn, mà không sợ cá bị sốc luôn hơn các bạn thì cá nuôi ngoài trời mà giờ trong nhà các bạn cái sốc
dễ sốc nhất là cái nhiệt độ á bạn, nó rất là dễ sốc nhiệt độ luôn, tại vì mỗi cái nhiệt độ mỗi cái nó khác nhau á bạn. Còn hồ này thì mình sẽ dời cá con trên đây xuống luôn các bạn, mình dời xuống nữa là xong rồi. Còn về cái khay cá trống nữa các bạn thì mình sẽ nuôi riêng nha các bạn. Giờ thì mình chưa cho nó ghép nên mình sẽ nuôi cá trống riêng ra các bạn. Đến đây, cá trống thì mình sẽ nuôi riêng ra đến khi nào mà cá mái nó lớn á bạn, cái mình sẽ bắt đầu ghép lại nha các bạn, để cho nó sung hơn, để cho nó phát triển tốt hơn các bạn. Rồi cái trống thì mình tiếp tục nuôi thôi, mình sẽ nuôi ở đây. Rồi đây cũng là mấy cây cá trống nữa các bạn, cá trống của mình là một vàng ở ngoài đây luôn, có đây mình ghép rồi nữa đó. Khi nào mà cá mái nó to vậy nè đó, thì mình bắt đầu ghép tập lại các bạn. Rồi sẵn thăm lại mấy em cá ở rồi. Đây là cái giống của mình, sáng hồ này nó mới đĩa trong hồ luôn các bạn, mình mới vớt ra rồi đó. Cái giống các bạn thấy lạ không, lần sâu quá phun lần hết trơn, nuôi thời gian nó phun hết trơn rồi các bạn. Rồi vậy rồi xong rồi các bạn, vô ngắm lại bầy cá mình mới dời nè, mình chắc chắn là nó sẽ không bị sốc hay là cái gì đó vậy. Rồi sau khi mà mình dời đó bạn, mình sẽ tắt đèn ha, tắt đèn cho cá nó nghỉ ngơi, rồi mai mình sẽ châm nước từ từ cho nước nó quen lại cái nguồn nước đó bạn. Vậy là xong đó bạn đó. Rồi để xong cái cách mình thường dời cá lên hồ kính hoặc là dời cái môi trường nó nha các bạn. Thì cái cách này mình thấy nó rất là hiệu quả, bởi vì mình dời luôn cái nguồn nước á bạn, nên cá nó không bị sốc bị gì hết trơn. Các bạn nếu thấy cách này có ích thì các bạn có thể sử dụng thử nha các bạn. Đó, đối với những anh em nào mà dời cá mà hay bị sốc nữa các bạn thì có thể thử cách này nha. Thôi mình cũng xin kết thúc video tại đây đó bạn. Bye bye, hẹn gặp lại mọi người ở video sau nha. Nếu mọi người thấy video hay và bổ ích và cá cảnh nữa các bạn thì các bạn có thể đăng ký kênh của mình ha, để xem các video tiếp theo nha các bạn. Bye bye, hẹn gặp lại mọi người ở video sau.